sẽ làm mẫu, anh chị nào mà thích mẫu nào thì đặt em làm. Giá là một bình 30 cây, 1 triệu một bình. Quay gần chút nào không? Đứng lên quay cái lúc chỗ này nó khép lại nè, bên đây quay qua nè. Cái gì phải đập cái mối này cho nó sát mới được nữa gì. Cái mối này sát thì cái dòng nó mới không chạy. Đập xong cái này rồi mình uống cho nó tròn lại. Chứ quan trọng là quý vị nắng cái dòng này nó tròn thì ra cái cây mai nó sẽ tròn, còn nếu cái dòng này không tròn là nó sẽ không tròn nữa quý vị. Muốn chính xác nữa thì mình đo theo cái dòng tròn của nó có biết tròn không là biết, hoặc là mình tìm cái gì mà cho tương ứng mà nó tròn nó mình đo vô là mình biết chỗ nào mớp. Đây cái dòng cổ. Mình đang làm cái dòng này là cái dòng giống như cái bình của bà Quan Âm nghe quý vị, chứ không phải là cái bình là lục bình. Cái này nó chiều này thì mình bẻ cái này ngược lại để móc vô nó dễ như vậy. Cái dây chì nó rất là cứng nên cái dòng càng nhỏ càng khó sửa. Một cái bình bà Quan Âm á, thì mình cần hai cái dòng này
với một cái dòng bự và hai cái dòng nhỏ với cái dòng miệng nữa, là tổng cộng là 5 dòng. Ủa 6 dòng chứ. 6 dòng là sẽ làm được cái bình. À điện ta.
Dưỡng hết cái áo luôn. Kêu bỏ đôi dép ra đi, cái gì mà mang dép hoài trời. Đi trên bờ, mày đi trên đó không có nhầm nhòi. Ừ. Dính hết cá. Thì làm cái lỗ này nè. Quay trong thùng là ba. Có thấy than gì đây? Mình thật không biết gì. Thiếu con gà. Này mua cá lóc. Xong, nướng cá lóc luôn. Bỏ cá lóc treo rồi anh nắm tay cầm đi hồi. Cái này là kiếm cái con gà hay gì quay rồi đó nè. Cái gà vừa ấn về vừa quay. Này in xăm lên lưng đẹp nè. Tư nằm cái lên. In dấu lên luôn Tư. Ba nó còn lên. Vậy bà Tư hỏi mày xăm cái gì vậy? Dầm ra cha. Cháy luôn đó, nãy cháy luôn đó. Cháy dữ hả? Ừ.